giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Camera Nóng. Mở đầu là một tình huống giao thông gây phẫn nộ vừa được ghi lại khi nam thanh niên diễn xiếc đánh cực sự an toàn của bản thân và bạn gái ngay trên đường phố. Không chỉ chạy một mình mà phía yên sau xe còn chở theo một cô gái. Thế nhưng điều đáng nói là nam thanh niên này bất chấp sự an toàn của mình và bạn gái, chạy xe theo kiểu lạ đời, hai chân để trên tay lái, còn hai tay thì chấp lại, liên tục vái lạy một cách khó hiểu như thế này. Cô gái ngồi sau tỏ vẻ khá sợ hãi vì tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mới đây một đoạn video ghi lại nhóm thanh niên tạt nước vào người đi đường rồi cười đồ thích thú, gây phản cảm với nhiều người trên mạng xã hội. Sau đây là những hình ảnh về sự việc gây phẫn nộ này mà Camera Nóng vừa cập nhật. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 26 tháng 6 tại Sóc Trăng, đang lúc mưa lớn. Theo hình ảnh ghi lại trong video, sau khi chứa nước mưa vào các thùng nước lớn nhỏ và cả xẻng hốt rác, ba thanh niên trên người đi đường và tạt các xô nước này vào người họ. Đặc biệt, sau khi tạt, các thanh niên này còn cười và nhảy cẩn lên vì thích thú do tạt trúng người. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc vì hành động phản cảm và thiếu ý thức của nhóm thanh niên này.